mọi người quay lại kênh của mình nhé. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay mình làm clip này sẽ giới thiệu với lại anh em trong kênh của mình một cái mẫu hồ cá coi 1,8 khối anh em nha. Ở đây là mà được sự đồng ý của anh Hùng á, bữa nay mình cùng với lại anh em sẽ tham quan hồ của anh Hùng cũng như mình sẽ tìm hiểu cái cách anh Hùng làm lọc cho hồ của mình luôn anh em nhé. Ở đây là toàn bộ cái khung cảnh hồ của anh Hùng á anh em. Hồ này của mình thì chiều dài là 3 mét, độ sâu là 60 anh em nha. Hiện tại bây giờ anh Hùng đang sử dụng là hai hút đá 60 và một hút mặt 42 nha anh em. Tất cả mình sẽ kết nối qua bên ngay chỗ cái hệ thống lọc của mình. Thời gian vừa rồi thì cũng có một số anh em hiện tại mình đang xây hồ á, mà chiều dài trên 2 mét, thì anh em có hỏi mình là nên đi mấy hút đáy và mấy hút mặt và đi ống bao nhiêu để nó tránh cái tình trạng bị thiếu nước á. Thì anh em tính giùm cho mình nha, nếu mà hồ của mình mà chiều dài mà nó trên 1,5 mét á, thì mình khuyên anh em luôn nên xài hai hút đáy nha. Còn hút ống bao nhiêu thì nó tùy thuộc vào cái khối lượng nước của mình. Ví dụ như hồ của anh Hùng đây là tổng thể tích nước hồ chánh và lọc của mình luôn là 1,8 khối, thì anh Hùng đi hai hút đáy 60 và một hút mặt 42. Tất cả mình sẽ kết nối qua bên ngay chỗ cái hệ thống lọc của mình xử lý nước. Còn ví dụ như hồ của mình mà tầm cỡ một khối anh em, thì anh em có thể là đi hai hút đáy 42, một hút mặt 42 cũng được nha. Anh em nên đi ống to đi, anh em đừng có đi ống nhỏ. Mình thấy trong thời gian vừa rồi có một số anh em á cũng có hỏi mình cái vấn đề mà lắp hút đáy là hút mặt đi ống bao nhiêu á, mình cũng có góp ý rồi nhưng mà không biết sao là khi mà thợ xây dựng anh em khi mà đi vào hoạt động á, thì lại làm ống nhỏ và cái kết quả cuối cùng là bị hút nước. Rồi khi mà hút nước rồi thì mình phải chế bằng ống chữ U hoặc là mình đục đẽo nữa, nó sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là cá của mình chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, có khả năng nó sẽ bị stress sau cái thời gian anh em sửa chữa hồ luôn. Nên là anh em lưu ý đi, nên đi ống to đi, có gì mình thu nhỏ. Đi ống to thu nhỏ dễ lắm anh em. Ví dụ như hồ mà tầm cỡ 1,8 khối hoặc là hai khối như của anh Hùng á, anh em đi hai hút đá 60 nè, một hút mặt 42. Rồi ở đây là anh Hùng sử dụng là bơm 12.000 lít trên giờ. Đó, thì thí dụ như mà anh em thấy cái lực hút của nó yếu á, thì chứng tỏ là cái nước nó đưa từ ngay chỗ cái hồ chánh của mình qua bên ngăn lọc á, rất là mạnh, nó dư. Thì anh em muốn tăng cái lực hút đáy hay là hút mặt rất đơn giản thôi. Ví dụ như hút đáy của mình là 60, anh em chỉ cần mua 60 về 42 hoặc là về 34, anh em gắn vào bên ngay cái chỗ ngăn lắng của mình á, thì nó sẽ giảm lại và nó tăng cái lực hút thôi. Nó sẽ dễ dàng hơn là anh em đi cống nhỏ. Mình thấy có nhiều anh em là cái hồ của mình là ngoài một khối luôn mà anh em đi hai hút đáy 34, một hút mặt 34, chắc chắn 100% anh em xài cái bơm 7.000 lít trên giờ á, nó sẽ bị hụt nước. Nên là anh em nên đi ống to đi, hồ một khối thì cứ đi hai hút đáy 42, một hút mặt 42. Còn hồ mình càng lớn hơn thì mình đi ống lớn hơn nữa, cứ đi dư ra một tí xíu, có gì mình mua nó, mình thu nhỏ nó bên ngay chỗ ngăn lắng, nó sẽ đơn giản hơn. Thì đó là cái mà mình góp ý để nó tránh cái tình trạng mà anh em xây dựng á, đi vào hoạt động rồi nó bị hụt nước nha anh em. Quay trở lại hồ của anh Hùng á, thì anh em thấy là cá đây là anh Hùng nuôi tầm cỡ size 15 cho đến 30 hoài anh em nha. Cá rất là dạng, đặc biệt là nước rất là trong anh em nha. Hồi nãy khi mà lúc đầu clip anh Hùng có quay tổng quan hồ, anh em cũng thấy được bộ lọc của mình rồi. Bộ lọc thì hồ giống như của kiểu của anh Hùng á, thì thường mình sẽ làm lọc 3 ngăn, nhưng mà quan trọng nhất là cái cách mình sắp xếp vật liệu lọc như thế nào và mình xài cái vật liệu gì á anh em. Thì đấy, tí nữa mình sẽ nhờ anh Hùng sẽ quay lại ngay chỗ cái hệ thống lọc của mình chi tiết lần nữa, rồi anh Hùng sẽ chia sẻ luôn là anh Hùng mà sử dụng vật liệu gì để mình cùng với lại anh em xem coi là anh Hùng sắp xếp vật liệu lọc như thế nào mà chất lượng nước của mình nhìn nó rất là trong và cá rất là khỏe. Khi mà mình nuôi cá coi á, cái điều quan trọng ở đây nó không phải là mình nuôi cá coi Nhật hay là cá coi Việt. Mình thấy có một số anh em á là hay phân biệt cá coi Nhật á, thì mình nên làm lọc tốt, mà cá coi Việt á, thì làm lọc sơ sài. Cái đó thì theo mình nghĩ nó không đúng đâu. Việt hay Nhật gì cũng vậy, nếu mà cái lọc của mình không tốt nó đều bệnh như nhau hết. Giống như cá Việt mà mình lọc nước không tốt nó cũng vẫn bị bệnh. Điển hình như là cá của mình luôn, ngày trước mình làm lọc rất là đơn giản mà nó cũng bị bệnh hoài. Và sau cái thời gian khi mà mình chế, mình nghiên cứu ra cái hệ thống lọc bằng hai cái thùng sơn nước á, rồi mình có chia sẻ lên kênh cho anh em tham khảo á, thì hầu như đến thời điểm hiện tại bây giờ hơn 2 năm rồi là cá mình nó không gặp cái hiện tượng là bị bệnh cũng như là ảnh hưởng bất cứ một cái vấn đề gì do chất lượng nước luôn anh em. Nên là cái quan trọng đây không phải là cá Nhật hay là cá Việt, mà cá nào cũng vậy. Một khi mà mình nuôi rồi thì mình phải đảm bảo được cái chất lượng nước của nó là cái đầu tiên anh em nha. Chứ còn nhiều khi mình chơi cá mà mình phân biệt cá Nhật thì mình mới làm lọc tốt, và cá Việt của mình thì mình làm lọc sơ sài. Cái đó là một trong những cái suy nghĩ mà nó sai lầm, nó dẫn đến cái tình trạng cá của anh em bị bệnh, và nó dẫn đến cái chất lượng nước của mình bị kém anh em. Lâu ngày là hồ của mình có thể là nó sẽ đi xuống, và cá của mình không phải một con hai con mà có thể cả đàn nó đi luôn anh em nha.
Thì bây giờ ở đây mình sẽ nhờ anh Hùng sẽ quay chi tiết lại ngay chỗ cái hệ thống lọc hồ của anh Hùng để mình xem coi là anh Hùng sắp xếp vật liệu lọc như thế nào và anh Hùng xài vật liệu gì mà chất lượng nước của mình nó được trong, nó đẹp được như vậy luôn anh em nhé. Đây hồ gồm có 3 ngăn lọc, một ngăn lắng gồm có chổi di mát, ngăn thứ hai có di mát rồi đá tổ ong xỉ than, ngăn thứ ba một tấm di mát. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của anh Hùng anh em. Thì như anh em cũng biết rồi, đối với lại những cái hồ mà xây kiểu như của anh Hùng á, thì mình sẽ làm lọc là 3 ngăn. Thì ở đây là mình tóm tắt là một lần nữa để anh em mình hình dung luôn nha. Thứ nhất là hồ mình đi 2 hút đáy 60 và một hút mặt 42. Tất cả mình sẽ kết nối qua bên ngay chỗ hệ thống lọc của mình. Ngăn đầu tiên là ngăn lắng anh em. Thì ngăn lắng ngay chỗ này thì anh Hùng sẽ để là G-mat với lại là chổi, kèm theo đó là một cây đèn UV 20W. Do hồ của mình có ánh sáng trực tiếp vào anh em, nên là mình phải sử dụng đèn UV để về lâu về lại về dài nó không có bị cái tình trạng là bị tảo vàng nước. Anh em nào mà hồ mà có ánh sáng vào nên xài UV ngay từ đầu giống như của anh Hùng luôn. Anh em đừng có để mà sau này khi mà tảo nó làm cho nước mình bị vàng bị xanh rồi đó, rồi lúc đó mình xài thì nó sẽ rất là khó khăn, nên là ngay từ ban đầu luôn mình xài ngay từ ban đầu để nó tránh hạn chế cái tình trạng nước bị nhiễm vàng xanh do ảnh hưởng của tảo anh em nhé. Thì ngay chỗ ngăn lắng này mình sẽ cố gắng giữ phân lại, rồi nước nó sẽ thông qua ngăn thứ hai. Thì ngăn thứ hai ở đây thì mình sẽ sử dụng là full G-mat. Thì hầu như là những cái hồ kiểu như của anh Hùng thì ngăn thứ hai mình chỉ xài G-mat thôi, nhưng mà ở đây là anh Hùng có bổ sung thêm xỉ than, gọi là than tổ ong anh em, cái mà để mà người ta nấu nấu hủ tiếu rồi đó. Đó mình lấy cái xác nó về, nhưng mà anh em nhớ cho mình ha, khi mà xài cái xỉ than này về á là mình phải xử lý cho nó kỹ, tại vì nếu mà anh em xử lý không kỹ á nó dễ dẫn đến cái tình trạng cá mình cũng bị ngứa mình anh em nha. Tại vì trước có một số anh em khi mà xài cái này anh em nói á là do lúc đầu mình xử lý không có được kỹ nên là về nó ảnh hưởng chất lượng nước á, nó cá của mình nó bị vàng, nó bị nấm trắng á, nên là anh em cố gắng là mình rửa cho nó sạch nè, có thể là mình xử lý muối hoặc là tím gì đó để nó tránh cái tình trạng là vi khuẩn xâm nhập vào bên trong hồ của mình, nó ảnh hưởng đến cá của mình anh em nha. Thì xỉ than này lọc nước cũng rất là tốt nha, mình thấy một số anh em là chơi full xỉ than luôn, lọc cũng không thua gì nham thạch với lại những cái vật liệu đắt tiền đâu, nhưng mà quan trọng nhất là cái cách mình sắp xếp thôi. Đó thì ngay chỗ ngăn thứ hai này thì anh Hùng có bổ sung thêm xỉ than đó, rồi nước sẽ tiếp tục thông qua ngay chỗ cái ngăn thứ ba. Thì ngăn thứ ba này ở đây á, là anh Hùng sẽ để là G-mat thêm một vài tấm G-mat, có thể là anh em bổ sung thêm xíu thanh cũng được, mình cho nó vào trong cái lưới anh em đó, mình trùm lại rồi mình để vào để nó hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề lọc nước ha. Thì bơm ở đây thì anh Hùng sử dụng là bơm 12.000 lít trên giờ, do là hồ của mình tổng thể tích nước hồ và lọc luôn á là tầm cỡ 1,8 khối, nên là ở đây là mình sử dụng bơm 12.000 lít trên giờ nó rất là hợp lý luôn. Thì chính vì cái bơm mình sử dụng nó hợp lý nên là anh em thấy là cái chất lượng nước của mình rất là tốt, bằng chứng ở đây là cá mình rất là khỏe nha. Số lượng cá ở đây thì anh Hùng nuôi á là nó cũng hơi dày, nhưng mà theo mình nghĩ là cái lọc của mình hoạt động tốt hiệu quả như vậy thì không ảnh hưởng gì đâu anh em đó. Còn hòn cái vấn đề mà mình cân đo đong đếm mà một khối trên một con thì cái đó là mình nó thật sự luôn rất là hiếm những cái hồ nào mà mình chia ra được như vậy đó, cho nên là quan trọng nhất là mình xử lý nước tốt, hồ nó hơi chận tí xíu, cá nó hơi đông tí xíu, cũng nói chung là lọc nó sẽ bù lại cái vấn đề đó anh em nhé. Đó thì bơm đây là mình sử dụng là bơm 12.000 lít trên giờ rồi trải về hồ chánh đó. Thì đó là toàn bộ cái hệ thống lọc hồ của anh Hùng anh em. Ở bên cạnh đó thì anh Hùng có trồng thêm là dứa với lại là thủy trúc, thì đây là một là hai cái loại cây mà mình thấy là trong cái vấn đề mà trồng lọc thủy sinh á hoặc là trồng trong mấy ngăn lọc á, anh em chơi rất là nhiều, tại vì cái rễ của nó ra giống như là bùi nhùi với lại là G-mat anh em, nó hỗ trợ mình lọc nước với lại thải độc tố rất là hay. Thì nếu như ở nhà hiện tại bây giờ anh em nào đang chuẩn bị xây hồ kiểu giống như của anh Hùng, hoặc là mình xây rồi mà mình chưa biết làm lọc như thế nào, chưa biết sử dụng vật liệu lọc gì, thì anh em có thể là tham khảo cái cách làm lọc hồ của anh Hùng cũng như là cái cách anh Hùng sắp xếp vật liệu lọc ha, thì để giúp cho cái hồ của mình cái bộ lọc nó hoạt động hiệu quả anh em nhé.
Thôi chắc lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Hùng, em chúc anh Hùng với lại gia đình mình luôn thật là nhiều sức khỏe, công việc làm ăn ngày càng phát đạt anh Hùng nha. Nếu như anh em xem video, anh em thấy những cái mình với lại anh Hùng chia sẻ hữu ích thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa chúc mọi người xem video vui vẻ nhé.